Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip thay một kính của Oppo Reno 2F nha các bạn. Con này vỡ cũng khá là nhiều khúc trên nha các bạn. Đây màn hình hiển thị ok. Vỡ dập khúc trên luôn nha các bạn. Còn trước khi thay kính thì mình vẫn test lại cảm ứng nha các bạn. Test lại màn hình và cảm ứng. Cảm ứng mượt ok luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành tắt nguồn, mình tháo máy ra, mình thay là kính luôn nha các bạn. Con này đầu tiên mình tháo mặt lên ra trước nha các bạn. Keo lưng nó cũng mềm nha các bạn. Con này nó xài màn hình OLED nha các bạn, nhưng mà trong quá trình mình tháo các bạn cẩn thận nha. Con này màn hình giá màn hình khá là đắt. Để mình tháo cái chụp ra để mình chắc lên pin ra nha các bạn. Lấy nhiều giấy mình che cái mắt cam này nha các bạn. Trong quá trình là nó không có bị chụp vô cái tay. Đây nó ngắt màn hình đây nha các bạn. Rồi mình sẽ tháo màn hình từ góc dưới để lên nha các bạn. Sử dụng một cây dao rọc tem mỏng là luồn cái keo nó vô đây. Mình đặt cái máy đứng vậy cho quá trình làm nó lỡ mình có sáng vô nó không sáng vô màn hình nha các bạn. Mình để cái máy nằm vậy á thì mình sáng vô có thể nó vô tới màn hình, có thể vỡ màn hình đi. Còn mình để cái máy đứng vậy mình sáng nó chỉ vô sự cũng không vô màn hình. Kèo nó cứng lắm nha các bạn.
này nó bỏ cái bụng nó dần ra hết rồi nó chưa thật. Nó nói cái này nhẹ nhẹ thôi là gỡ cái bụng miễn miễn luôn nè. Gỡ ra mình bỏ luôn. Để mà không gỡ một hình là nó không bị những cái dụng nó không bị cắn luôn. Các bạn khi mình có mí các bạn mình kéo đi nó không có cứng như vậy các bạn. Đi nó nhẹ. Đây các bạn mình tháo là mình tháo từ đây vòng qua đây luôn. Phía dưới này lát mình thò ra cho mày tay phía dưới thì nó không có bị vỡ. Mình thò mình nhớ rồi nha. Và mình sẽ dùng miếng ni lông này mình lắp cái kia xung quanh. Keo ở ngoài nó hết rồi, nó không có cái bụng nó nhẹ nữa lên. Đây các bạn, con hành sau đây mình tháo ra nha các bạn. Cái này là cái lỗ trong miếng tai nè các bạn. Lỗ này là trong miếng ai nó có con mắt nó sẽ có mắt nó sẽ quá cái lỗ này nó mắt lỗ các bạn nha. Đây mình sẽ để các bạn dễ thấy đây. Đây cũng có mình rất là bổng luôn. Rồi sau khi mà mình tháo màn hình ra ngoài mình sẽ test lại cái cho nó đảm bảo nha. Con này thời gian khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng nữa các bạn. Đợi lên mình tên vuốt lại cảm ứng nữa mình sẽ tiến hành cắt cho một tính luôn nha. Dán con keo mình giữ cho mặt kính vỡ lại nha các bạn. Đây mình quên giới thiệu một kính bên mình cho các bạn xem trước nữa. Đây kính bên mình nha các bạn. Đây kính có mã siêu rồi đầy đủ nha các bạn. Kính zin nha các bạn. Con này còn anh bên mình cũng có sẵn luôn nha các bạn. Mặt lên sườn nha bên mình đây có đủ nha. Phía trên nó nát quá mình sẽ cắt từ phía dưới nha. Để mình vô chỉ cho nó dễ nha các bạn.
rồi mình đặt lên cái bàn nhiệt cho nó nóng, cho nó mềm mềm keo, mình biết làm mình cắt luôn nha các bạn. Con này keo ngoại hành này chắc cũng cứng, không có mềm. Rồi mình cắt luôn nha các bạn. Để cắt được cái màn hình này mình quan trọng cút đầu mình vô chỉ, mình chấm vô lớp có thể bị các bạn cắt bị vô phim gì đó, ra phim lại rất là mất thời gian mình. Đây bạn, cái phần dụng này mình cắt nó không có ra được luôn nha. À đấy, giờ mình xử lý, mình sẽ đặt lên cái bàn nhiệt rồi tiếp tục. Sẽ dùng miếng ni lông này đẩy nó ra từ từ, nhớ là nhẹ tay nha các bạn, màn hình rất là bóng nha. Nếu các bạn nào mà thấy cứng quá, các bạn hãy cho miếng nước lau keo bình thường mình xài á, mình dùng cái lau keo mình cho nó vô miếng cho nó giả keo nha các bạn. Không, mình cho nước vô cái là mình đẩy nó nhẹ hèo luôn nè. Cái khúc này là các bạn không thể nào cố nó dùng chỉ mà cắt được rồi. Các bạn là mình đã xử lý cái phần da xong nha các bạn. Miễn dụng này mình vũ đi cho nó rớt đi hết nha các bạn. Hình mình đặt lên đây, mình quấn keo luôn cho nó nhanh nha các bạn. Cái quấn keo này các bạn nào mà khéo tay các bạn bạn các bạn là làm nha các bạn. Còn các bạn nào mà sợ mà bấm nó bị vỡ, các bạn lấy một miếng khăn này nè, bạn vuốt vậy nè, hết vậy nó cũng ra đó. Nếu mình làm chưa quen thì mình dùng cách này thôi, nó không thấy khăn để vậy nữa, mình vuốt nó ra. Sau khi mình quấn keo nó còn sót một cái keo dùng dụng các bạn, mình sẽ dùng nước mình lau cho nó sạch sẽ nha các bạn. Này mình lau qua vài lần nữa là sạch sẽ sạch luôn. Mình đau sạch keo nha các bạn. Giờ mình tiến hành vô keo lên màn hình nha các bạn.
Các bạn giờ mình tiến hành mình bỏ vô cái mình ép cái kính với cái keo này lại nha các bạn. Nha các bạn, mà làm sao thì mình ép vô nó còn bọt đấy các bạn. Bọt này bọt ly ti, nhưng mà bọt này nó con này như thế này các bạn. Bây giờ mình tiến hành bỏ vô máy, mình hấp khoảng 5 phút nữa là nó sẽ sạch cái này luôn nha các bạn. Bỏ vô máy mình hấp 5 phút nữa thôi. Mình hấp được 6 phút rồi nha các bạn, mình thả luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành mình ráp máy thôi. Bây giờ mình tiến hành vào cây mình dán màn hình nha các bạn. Đó, vừa rồi mình đã giới thiệu đến quá trình làm một kính Video 2F bên mình nha các bạn. Các bạn nào có trường hợp mình xài vỡ kính, các bạn liên hệ bên mình nha, đây được bên mình tư vấn trực tiếp nha các bạn. Và nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy like và share ủng hộ cái kênh mình nha các bạn, để mình có động lực mình làm những clip khác hay hay cho các bạn xem nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những clip khác.